Hello. Rồi, hãy các bạn, nhưng mà các bạn đã quay trở lại với Ra Long Fitness. Nếu mà chúng ta muốn quét mỡ đón Tết thì tập 5 phút đều đặn như thế này nó sẽ tốt hơn cho bạn rất là nhiều so với việc là bạn không tập gì hết. Rồi, đây sẽ là những bài tập bụng, tập 5 phút các bạn cố gắng tập theo tôi, theo đến hết trong vòng 5 phút, hết sức tập trung. Nếu mà bạn không có thể, bạn kiếm một cái khăn dài to, kéo ra gì để tập nha. Rồi bây giờ tôi sẽ bấm giờ 5 phút. Các bạn cố gắng tập theo tôi nha. Tập bụng dễ lắm. Ráng tập theo nha. 3, 2, 1. Đầu tiên lướt bụng lên. Lướt lên nè. Chậm chậm kiểm soát. Tập bụng là chậm chậm kiểm soát. Lướt lên, thở ra. Khi lướt lên á, hơi giữ lại một xíu. Rồi gồng cái bụng thả từ từ xuống. Đừng có để cái lưng nó cái đầu nó chạm vô sàn nhà nha. Lướt lên. Đó. Chậm chậm thôi. Hết sức chậm chậm. Mỗi bài chúng ta sẽ tập 30 giây. Các bạn cần hết sức chậm chậm. Lướt lên. Lướt tay lên nè, lòng bàn tay nè. Lướt cao qua đầu gối, giữ lại. Đó. Rồi bây giờ đá chân lên nè nha. Duỗi chân lên thẳng nè. Xuống nè, chạm nè, gần gần chạm đất, hơi giữ lại. Đó, đá lên. Đó, đặt tay, đặt cái đầu ra sau luôn cũng được. Đây là bài tập giảm mỡ bụng dưới rất là tốt các bạn. Cố gắng tập theo nha. Lên, thở ra nè. Xuống, hít vào. Đó, tôi sẽ canh giờ 30 giây cho các bạn thôi. Cứ 30 giây đổi, 30 giây đổi, chậm chậm, hết sức chậm chậm. Giữ nè, thấy không? Đó, giữ nè. Rồi, đổi, plan nè. Rồi, khi các bạn plan á, các bạn lưu ý á, là các bạn đừng có bỏng cái lưng. Hơi khòm cái lưng của bạn lại xíu. Bình tĩnh, giữ nè. Hít thở đều nha. Đây là một bài tập mà các bạn có thể đi du lịch, đi công tác, các bạn mang theo để các bạn tập. Luôn nhớ một điều là các bạn có tập thể dục thể thao thường xuyên, các bạn mới giảm mỡ một cách đều đặn và bền vững được. Nên cố gắng lên nha. Gân nè, rồi, ngồi dậy nè. Rồi, cái chai nước ở phía trước nè. Đón cái chân, qua nó nè. Một nè. Hai nè. Ba nè, bình tĩnh nè. Bốn nè. Đừng có để cái chân bị rớt xuống đất giống vậy nha. Rồi, hết sức bình tĩnh. Khi nâng cao lên, ép cái đầu gối sát vô ngực bụng một xíu. Nâng lên nè. Nè. Hết sức bình tĩnh. Hít thở nè. Đó, nó sẽ rất mau mỏi bụng. Rồi, giờ giãn lưng nè. Giãn lên, giãn lưng ra một xíu trong 30 giây nè. Cho cơ bụng nó đỡ về chút rút nè. Hít thở đều nè. Ưỡn ngực lên nè. Đó, lúc này các bạn sẽ được kéo căng cơ bụng lên. Rồi, các bạn đưa ra phía sau. Duỗi ra nè. Rồi các bạn lại đưa về phía trước. Ưỡn ngực lên nè. Rồi các bạn lại đưa về phía sau nè. Hít thở đều nha. Rồi các bạn lại đưa về phía trước nè. Rồi bây giờ chúng ta chống tay lên nè. Rồi chúng ta kéo gối nè. Kéo đầu gối chạm ngực giữ lại nè. Hít thở đều nè. Kéo đầu gối chạm ngực giữ lại nha. Bình tĩnh nha. Kéo gối. Kéo gối lên trước. Chậm chậm thôi. Không còn phải tập nhanh. Không còn phải tập quá nhiều. Chậm chậm thôi, tập 5 phút là được. Kéo lên, hít thở đều. Còn 10 giây nữa, bình tĩnh. Kéo lên, kéo lên, kéo lên, ráng lên. Kéo lên, ráng lên, kéo, kéo, kéo đầu gối chậm rồi. Đó, nó ép liên tục như vậy, nó vô cái phần cơ bụng và nó giảm mỡ bụng của bạn rất là nhiều. Rồi, ngang nè, đổ qua plan ngang nè. Chống tay lên nè, đặt chân dưới lên trên nè. Nâng lên nè, giữ nè, đưa tay lên cao nè. Bình tĩnh nha, hít thở đều nè. Giữ nè. 15 giây nữa nè. Các bạn đẩy tay cao lên, đẩy cái hông của các bạn cao lên. Bài này chúng ta sẽ tập hai bên. Hít thở đều. Cố gắng lên. 5. Đừng rớt, không để rớt, không để rớt, ráng không rớt. Good. Rồi. Đổi bên nè. Nặng hơn xíu nè. Chân đặt lên. Cầm chai nước đẩy lên cao lên. Không rớt nha, cố gắng không rớt nha. 30 giây thôi. 10 giây nữa, ráng không rớt, không rớt, không rớt. Rớt. Ráng đi, không được rớt. 5 3 2 1. Rồi, giờ nằm xuống nè. 30 giây cuối cùng nè. Kéo một chân lên, gập lên nè. Chạm nè. Đó, cố gắng nâng lên cho khuỷu tay nó chạm sâu vào phần bắp đùi. Tiếp tục, 30 giây nè. Nào nào, cố gắng lên. 10 giây nữa. Chạm.
Dạ em, lên thở ra nha, cố gắng nâng gấp người lên, gập bụng lên. Tiếp tục, tập bụng gì nó rất là mỏi, các bạn ráng lên. Rồi, đổ bên, 30 giây cuối. Chạm, nào nâng lên, chạm. Chạm sâu vô, nâng cao cái phần lưng của các bạn lên. Chạm, tiếp tục. 18 giây nữa, ráng đi. Ráng lên, chạm. Chạm, 10 giây, cố gắng lên. 8, nào, nâng lên, 6, 3, 2, 1, gần hết giờ. Wow. Rồi, 5 phút tập bụng liên tục như vậy, nó sẽ giúp bạn giảm mỡ để bạn có thể quét mỡ đón Tết rất là hiệu quả. Hãy cố gắng tập theo ra Long Fitness một cách đều đặn và thường xuyên. Nếu bài tập vừa rồi là bạn không đủ sức để bạn hoàn thành, nghĩa là cơ thể của bạn yếu hơn hoặc khỏe hơn, thì bạn cần được tôi thiết kế một cái chương trình tập riêng dành riêng cho bạn. Rồi, hãy nhắn tin Facebook trên Ra Long Fitness nha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo từ Ra Long Fitness.